dòng Sonos hiện tại đang rất là hot và đang làm mưa và làm gió trên thị trường. Em này hiện tại giá đang còn rất là mềm, nó chỉ dao động từ 53 cho đến 55 triệu tùy từng màu. Đặc biệt khi mà lên mua xe, mình gọi điện thoại đặt lịch trước, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu so với giá bán thực tế. Mình lấy máy màu 3D này ở đây, Ngọc đang để 53 nha, gọi trước 2 triệu là còn 51 triệu thôi. Mình mua góp đưa trước khoảng tầm 5 triệu, còn nếu muốn giao xe tận nhà liên hệ Ngọc đi, Ngọc sẽ tư vấn thủ tục giao xe tận nhà cho mình đó nha. Bên em Ngọc có rất là nhiều màu luôn, màu vàng đen đỏ nè, trắng đen đỏ nè, màu cam đen, màu tím titan, rất là nhiều màu luôn. Mình quan tâm mình kết bạn qua Zalo đi, rồi Ngọc sẽ gửi hình cộng với clip cụ thể cho mọi người cùng xem nha. Winner XP3 giá giảm sốc hiện tại chỉ còn 38 triệu đồng dành cho màu 3D phiên bản không ABS nha. Nếu mình lấy màu jean của phiên bản không ABS thì nó chỉ có 36 triệu đồng thôi. Giá vẫn dưới 40 triệu nha cả nhà. Mình lên mua xe đúng không? Mình liên hệ đặt lịch trước, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu so với giá bán thực tế tại cửa hàng. Em này muốn lấy cà vạt gốc trả trước cho Ngọc 40%, rơi vào tầm 16 triệu là được nha. Cả nhà ơi, bên Ngọc vừa lên bi cầu và đèn led hai bên cho em Vision này, để Ngọc bật lên cho mình xem, rất là đẹp luôn nha. Mấy bạn muốn biết giá cả thông tin chi tiết như thế nào thì liên hệ cho Ngọc. Em này hiện tại Ngọc đang bán 34, chưa bao gồm những cái phụ kiện này nha. Ví dụ tích hợp mấy cái này đó thì là mình tính tiền thêm nha. Mình liên hệ Ngọc đi rồi Ngọc sẽ tư vấn thêm cho mình. Đây là cả trước sau luôn nha cả nhà, rất là xịn sò luôn. Quan tâm liên hệ liền cho Ngọc nha. Sao nó trắng Ngọc Trinh cặp bến Hiếu Thành Phát. Em này hiện tại Ngọc đang để giá rất là mềm, chỉ có 53 triệu đồng. Khi mình lên mua mình gọi trước cho Ngọc, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu là chỉ còn 51 triệu thôi. Ngoài ra nếu mình dự định mua góp đúng không, mình chỉ cần đưa trước cho Ngọc tầm khoảng 5 triệu là sở hữu được xe rồi. Về giấy tờ thì bên Ngọc chỉ cần căn cước công dân thôi. Còn nếu trong trường hợp mình muốn lấy cà vạt gốc trả trước cho Ngọc 40%, nếu muốn giao xe tận nhà mình mua tiền mặt, cọc trước 5 triệu Ngọc hỗ trợ ship xe cho mình nha. Winner V3 hiện tại chỉ còn 38 triệu đồng thôi dành cho phiên bản màu sơn 3D, có khóa thông minh nha, phân khối là 150. Em này hiện tại rất là hot, bên Ngọc bán như vậy là tính ra đang giảm rất là nhiều, cho nên bạn nào quan tâm thì mình liên hệ liền Ngọc qua số điện thoại Ngọc để bên dưới màn hình. Ngọc sẽ hỗ trợ cho mình trả góp, trả trước từ 5 triệu là mua được xe. Về giấy tờ chuẩn bị dùm Ngọc căn cước công dân, liên hệ liền nha, Ngọc sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nha. Tiguan đang hạ nhiệt tại Hiếu Thành Phát. Em này hồi đợt nhập về cả nhà là giá đỉnh điểm lên tới 40, nhưng mà hiện tại là em này ở đây bên em đang bán với giá là 31.500.000 thôi nha. Mình mua gấp thì đưa trước Ngọc khoảng tầm 5 triệu là được. Em này hồi đợt hỏng là rất là hot luôn, nhưng mà hiện tại là giá đang giảm rồi. Hồi đợt có mấy anh hay hỏi là khi nào giá giảm thì báo anh, thì bây giờ em lên kênh nha. Anh nào mà quan tâm em này thì mình liên hệ liền cho Ngọc rồi Ngọc tư vấn cho mình nha. E135 hiện tại giá giảm rất là mạnh nha cả nhà. Em này hiện tại Ngọc đang bán 44 nè, em này sẽ là 445. Đây là phiên bản giới hạn màu jean, đây là màu 3D. Ngọc có hỗ trợ trả góp luôn, trả trước từ 5 triệu là được. Cửa hàng Ngọc nằm ở Bến Kiết, Bình Dương, có hỗ trợ thu cũ đổi mới, giao xe tận nhà. Liên hệ liền qua số điện thoại quen thuộc Ngọc tư vấn cho mình nha. E135 phiên bản 2024 nha cả nhà. Ở đây em Ngọc có phiên bản ABS và phiên bản không ABS, bao gồm màu xanh GB và màu đen bóng phiên bản khóa chìa. Em hiện tại Ngọc đang để giá là 45 triệu thôi nha. Còn nếu mà lấy bản này sẽ là 51 triệu đồng. Khi mà lên mua xe mình liên hệ cho Ngọc, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu nè. Mình có người thân muốn mua xe giới thiệu cửa hàng bên Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê. Ngoài ra thì bên em Ngọc có ship xe với lại có đổi xe cũ lấy xe mới nữa. Mình có xe cũ mang tới bên Ngọc thu lại nha. Liên hệ qua số điện thoại Ngọc để bên dưới màn hình, Ngọc tư vấn cho mình ha. Sonos đỏ bạc cá mập nha cả nhà. Em này hiện tại Ngọc đang bán rất là thấp luôn, giá chỉ có 53 triệu đồng thôi. Ngoài ra khi mình lên mua xe mình gọi trước cho Ngọc nè, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu là nó chỉ còn có 51 triệu thôi. Có hỗ trợ trả góp luôn nha, đi trước khoảng 5 triệu là được. Về giấy tờ thì chuẩn bị cho Ngọc căn cước công dân. Hiện tại em Ngọc đang có hỗ trợ ship xe với lại có đổi xe cũ lấy xe mới nữa. Mình có xe cũ mình mang tới thì Ngọc thu lại cho nha. Còn nếu mà trong trường hợp mình có người thân muốn mua xe chưa tìm được cửa hàng nào ưng ý, giới thiệu cho Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê nha. Mình liên hệ Ngọc qua số điện thoại Ngọc để bên dưới màn hình, Ngọc sẽ tư vấn cho mình nha. Sachi hạ nhiệt, mình lấy phiên bản Sachi màu 3D mà mình lấy 79 hãng thì nó chỉ có 46 triệu 500 ngàn thôi. Khi lên mua xe gọi trước cho Ngọc, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu nha. Ở đây Ngọc có màu xanh lá cây, còn đây em này còn rẻ với nó nè. Đây là Raider màu 3D, Raider 3D nó chỉ có 44 năm thôi nha cả nhà. Mua trả góp mình chỉ còn đưa trước khoảng 5 triệu là được rồi. Còn nếu mà mình có người thân muốn mua xe chưa tìm được cửa hàng nào ưng ý, giới thiệu cho Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê. Bên em Ngọc có rất là nhiều mẫu nhiều màu luôn, quan tâm kết bạn số Zalo bên dưới, Ngọc sẽ tư vấn cho mình nha.
Winner V3 màu bạc nha. Đây là màu xanh bạc đen phiên bản màu jean. Em này hiện tại chỉ có bên Ngọc là đang còn thôi nha, mấy chỗ khác là hết rồi đó, cho nên mình mua thì tranh thủ. Em này hiện tại Ngọc đang để với giá là 38 triệu đồng. Mình lên mua xe liên hệ đặt lịch trước, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu. Đây là phiên bản màu độ nha, màu độ cái bánh mâm nha, còn màu là màu jean nha. Khi mình mua thì có gì cái bánh mâm viên Ngọc sẽ trả về cho mình, cứ yên tâm nha. Liên hệ qua số điện thoại Zalo Ngọc để bên dưới màn hình, Ngọc tư vấn cụ thể cho mình nha. Sonos xanh Ngọc 3D hạ nhiệt nha, em hiện tại chỉ còn có 53 triệu đồng thôi. Gọi điện thoại trước cho Ngọc, Ngọc mất 2 triệu là chỉ còn 51 triệu. Mua trả góp trước khoảng 5 triệu. Về giấy tờ chỉ còn duy nhất một căn cước công dân nha. Nếu mà mình có xe cũ á, mình mang tới Ngọc có thu lại. Còn muốn mua tiền mặt mở xe, liên hệ Ngọc, Ngọc xếp xe cho. Em này màu sắc rất là đẹp nha. Muốn biết thông tin chi tiết á, mình gọi qua số Zalo Ngọc tư vấn thêm cho nha. Etron 55 phiên bản 2023, đây là bản màu sơn 3D, có khóa thông minh, cổng xài điện thoại heo 2 piston nha. Em này cũng rất là xịn sò luôn, Ngọc đang để với giá có 45 triệu đồng mà. Khi mà lên mua xe đúng không, mình gọi trước cho Ngọc, Ngọc sẽ bớt cho mình 2 triệu là chỉ còn 43 thôi. Mua góp thì chỉ còn đưa trước khoảng 5 triệu. Còn nếu mà mình có người thân muốn mua xe, chưa tìm được cửa hàng đồng ý, giới thiệu cho Ngọc, mình sẽ có thêm tiền cà phê nha. Nhớ là lên mua xe, gọi điện thoại đặt lịch trước cho Ngọc để Ngọc giảm giá nha. Etron 55 màu xám tím iPhone và màu tím titan. Hai em này rất là hot, cả nhà bên Ngọc bán cực kỳ chạy luôn. Hai em này đang đồng ở mức giá là 45 triệu đồng đối với khóa thông minh. Mình mua trả góp thì trả trước cho Ngọc khoảng tầm 5 triệu là được. Nếu muốn lấy cà phê gốc mình trả trước cho Ngọc 40%, rơi vào tầm khoảng 18 đến 20 triệu mình sẽ được lấy cà phê gốc giống như mua tiền mặt luôn. Em này là màu xám tím iPhone nha, màu này là màu tím xanh titan. Mình muốn xem chi tiết cận cảnh màu á thì mình kết bạn qua Zalo, số điện thoại Ngọc để bên dưới màn hình á. Ngọc sẽ gửi hình cộng clip đầy đủ cho mình xem nha. Vario 125 phiên bản màu trắng hồng, đây là màu 3D nha cả nhà. Màu này bên Ngọc sơn lại cho nên là sẽ hỗ trợ bảo hành màu sơn cho mình trong 1 năm. Đi bong chốc là mang ra sơn lại không tính tiền. Ngoài em này ra thì bên em Ngọc còn màu này nữa, đây cũng là màu bạc 3D luôn. Màu này bên Ngọc cũng sơn luôn nha. Với lại mình yên tâm một điều là khi mà Ngọc sơn màu vậy á thì đảm bảo giấy tờ sẽ ra như vậy cho mình. Ví dụ em này sẽ ra trắng hồng, em này sẽ ra bạc đen, cho nên là mình cứ yên tâm không vấn đề gì hết. Ở đây Ngọc đang có hỗ trợ trả góp luôn á, duy trì khoảng 5 triệu là mua được xe nha. Quan tâm liên hệ số Zalo nha, Ngọc để bên dưới màn hình, Ngọc tư vấn cho. AV125 phiên bản màu độ 3D, bên Ngọc độ trắng đỏ đen nha, màu 3D. Em này hiện tại Ngọc đang để giá là 42 triệu đồng, còn nếu mình lấy màu jean thì nó chỉ có 40 triệu thôi. Em này Ngọc vẫn đang hỗ trợ trả góp nha, chỉ còn một căn cước công dân, trả trước tầm 5 triệu là mua được xe rồi. Còn nếu mà mình có người thân muốn mua xe, mình giới thiệu bên Ngọc sẽ có thêm tiền cà phê nha. Với lại mình có xe cũ mình không sử dụng nữa, mang tới em Ngọc thu lại cho. Thu cũ đổi mới ra xe tận nhà ha.